Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người lại quay trở lại với kênh YouTube của Đặc sản Ma65. Tháng này cũng là tháng cuối năm rồi. Thì mọi người cũng biết là dịp cuối năm thì cái nhu cầu biếu gọi là quà tặng cũng như là người thân, đối tác, bạn bè thì rất chi là nhiều. Và hôm nay mình cũng sẽ gợi ý cho mọi người một cái sản phẩm mà là một dòng 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 sâm mà mình nghĩ chắc là với những người nào chơi thảo dược thì ai cũng biết rồi. Còn những người mà có thể mới chơi hoặc là chơi chơi sâu thì cũng chưa có điều kiện để chơi cái này thì mình sẽ giới thiệu mọi người đó là cái dòng sâm Ngọc Linh mọi người nhé. Đây thì là cái sản phẩm sâm Ngọc Linh trồng hàng tương đối là đẹp của mình. Hàng này nó rơi vào khoảng tầm 6 năm tuổi mọi người nhé. Và củ của nó vào đây đang là một cân khoảng 4 à 6 củ một cân. Thì như mọi người đã biết thì sâm Ngọc Linh được là một dòng sâm được cả thế giới công nhận là dòng sâm quý nhất thế giới. Bởi vì nó có rất nhiều những cái dược chất mà nó có rất tốt sức khỏe cho mọi người. Thì mọi người cũng có thể xem ở đây mình cũng có ghi trên bao bì. Đây là ví dụ như là phòng chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường thể lực. Đặc biệt là những người nào mà có bị áp lực trong công việc mệt mỏi thì uống sâm thì rất chi là tốt. Ngoài ra nó còn có chức năng như là tăng cường chức năng gan, tăng hồng cầu, đấy. Hỗ trợ điều trị tiểu đường, chống xơ vữa động mạch và kích thích hoạt động não bộ. Ngoài ra thì những người nào mà cái suy giảm về sinh dục thì cũng dùng rất chi là tốt và nó còn có tác dụng là chống lão hóa. Đấy. Với những công dụng tuyệt vời như vậy thì sâm Ngọc Linh luôn luôn là một món quà mà mình thấy nó rất chi là ý nghĩa. Ngoài cái gọi là cái giá trị về tiền bạc ra thì nó còn có giá trị về sức khỏe rất chi là lớn. Đây thì mình đang có cái dòng này trong 6 tuổi. Mọi người nhìn này, rất chi là đẹp. Mọi người ở đây cũng đã cũng có đầy đủ các giấy tờ về kiểm định về sản phẩm sâm để mọi người biết được cái chứng thực về sản phẩm là dòng sâm và biết được nguồn gốc của sâm. Ở đây thì mình cũng đã chuẩn bị cả những hộp quà thì với những cái gọi là với những khách hàng mà có điều kiện một chút thì mình nghĩ là lên dùng những cái sản phẩm như này để gọi là khi mà mình tặng đối tác cũng như là người thân mình sẽ cảm thấy nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều là so với những món quà thông thường. Đấy. Thì mọi người muốn lấy sâm Ngọc Linh tươi trong dịp Tết này thì cứ liên hệ bên cửa hàng mình. Bên mình có rất nhiều sản phẩm, nó đủ chủng loại, nó có từ những cái sản phẩm nuôi rồi nuôi trồng hoang dã, bán hoang dã đấy, thì để có một mức giá phù hợp với mọi người. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Mọi người có nhu cầu về sâm Ngọc Linh thì hãy liên hệ với cửa hàng bên mình thông qua số điện thoại là 0986 357 365. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.